Tranh chim công nguyên ương vương giả chính là một mẫu tranh mà được rất là nhiều các quý khách hàng yêu thích và chọn lựa cho không gian của gia đình nhà mình. Với mẫu tranh chim công nguyên ương thì quý vị hoàn toàn có thể vừa đặt ở phòng khách hoặc quý vị có thể đặt ở trong phòng ngủ của mình. Với mẫu tranh chim công nguyên ương đặt ở phòng khách thì lại mang một cái ý nghĩa, đấy chính là đem lại thịnh vượng, phú quý và đặc biệt là sự vương giả, sự sang trọng cho gia đình mình. Và nếu như mà quý vị đặt ở phòng ngủ thì lại mang một cái ý nghĩa vô cùng là tốt đẹp hơn nữa, đó chính là sự bền bỉ, sắt son và thủy chung của vợ với chồng, của chồng với vợ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chim công chính là một biểu tượng của sự thủy chung, son sắt bền chặt đến cuối cuộc đời. Bởi vì chim công chính là một loài chim mà có cái bản năng một vợ chỉ sống với một chồng hết cuộc đời. Và như quý vị thấy rằng là bức tranh chim công nguyên ương thì có thể được làm trên rất là nhiều chất liệu gỗ khác nhau. Tuy nhiên thì chất liệu gỗ muôn hoa chính là một chất liệu gỗ mà đem lại cái sự vương giả, sự phú quý, sự sang trọng cho cái bức tranh này. Bởi vì là như quý vị thấy rằng là nhìn bằng mắt thường thôi, quý vị có thể thấy những các cái hình ảnh của đường vân gỗ cam đen vàng tự nhiên mà có như thế này đã tạo lên được cái sự sang trọng, quyền quý cho cái bức tranh này rồi. Những hình ảnh chim công ở của trên cái chất liệu gỗ quý thì cũng là một cái hình ảnh vô cùng là đặc biệt, được đục chạm rất là tinh xảo, và như quý vị thấy những chi tiết dù là nhỏ nhất cũng được làm rất là tinh bong. Và nhân vật chính này của chúng ta thì được đục là lổi hơn, được đục lổi khối hơn so với lại cả cái lền cũng như là so với cả cái khung tranh như thế này, nên là nhìn cái nhân vật chính trông rất là nổi bật và cảm thấy rằng là như là đang có cái sự sống động ở trước mặt ta vậy. Và bốn loài cây như quý vị thấy ở đây chính là bóng tùng rất là vững chãi và hiên ngang, cùng với đó ở phía dưới này chính là những khóm trúc, và ở bên trên này chính là một loài cây đại diện cho mùa xuân, đó chính là hoa mai nở rộ rất là rực rỡ và màu sắc, đúng không ạ? Và dưới cùng đây chính là loài hoa phù dung. Và bốn loài cây, loài hoa này luôn luôn là xanh tốt, phát triển rất là tốt cho bốn mùa xuân hạ thu đông xuân sẻ và thuận lợi phát triển. Bên cạnh đấy thì còn có những cặp đôi chim hạc, gia đình hạc hay là những cặp đôi chim chỉ vô cùng là vui vẻ và ân ái bên nhau. Tất cả những các cái hình ảnh này thì đều là một cái hình ảnh bổ sung cho cái ý nghĩa về phu thê viên mãn, tạo lên một cái nhịp sống rực rỡ, tạo lên một cái nhịp sống rất là vui vẻ và hoạt bát, rất là tự nhiên cho cái không gian của gia đình nhà mình. Kích thước của bức tranh phu thê viên mãn vương giả này thì có chiều ngang là 1m97, cao lên là 97cm và dày khung là 7cm. Còn đâu độ dày ở cái độ lổi nhất của cái cặp đôi chim công nhân vật chính của chúng ta là 12cm. Nó rất là đẹp, đúng không ạ? Thế nên là chỉ với khoảng tường khoảng 2m trở lên là quý vị đã có thể trưng bày được bức tranh này cho không gian phòng khách hoặc không gian phòng ngủ của nhà mình rồi. Và nếu như mà quý vị nào mà cũng thích treo những các cái bức tranh mà vừa thiên nhiên lại còn vừa ý nghĩa như thế này thì hãy liên hệ với cả đồ gỗ Vương Thao, và đặc biệt là em xin được mời quý vị đến với cả cơ sở của chúng tôi để có thể tự mình ngắm nhìn, tự tay sờ thử và ngắm nghía về cho không gian của gia đình nhà mình nhé. Cuối cùng thì em xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ Lã Thất lần sau. Rất là hân hạnh được đón tiếp quý vị tại cơ sở của đồ gỗ Vương Thao ạ. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm đồ gỗ Vương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ muôn cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ gỗ Vương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.